màu xanh vàng và bảo vệ cầu môn phía tay trái hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Như vậy là trận đấu bắt đầu. Văn Kiên trong hiệp thi đấu đầu tiên một trước Viettel cách đây ít hôm. Người cắt được bóng, cơ hội Siani, sai lầm nơi hàng phòng ngự của Hải Phòng và bàn thắng được mở rất sớm, bàn thắng thứ 5 của Siani. Quá khó khăn cho Hải Phòng và quá nhanh cho Hà Nội. Một kịch bản rất quen thuộc ở giải đấu hôm nay đối với câu lạc bộ Hà Nội, những bàn thắng sớm và người ghi bàn là Siani. Một nhịp khống chế bóng rất gọn gàng và một cú chiều về đường đúng chân trái rồi, bóng đi đúng vị trí của Tấn Trường và khống chế xoay người rồi vào dứt điểm của Jack Duro. Ở một cơ ly như vừa rồi. Hai Hải Huy, Di Mario không được bắn con. Không vào. Ở pha bóng vừa rồi có lẽ là Triệu Việt Hưng còn phải làm tốt hơn thế. Khung thành đã bỏ trống trước mặt, bóng đã vào đúng cái chân trái của Triệu Việt Hưng rồi. Cần phải dứt khoát hơn. Rất hay, Vũ Minh Tuấn. 2-0 rồi. Ta có thể thấy là tầm quan trọng của Văn Quyết trong lối chơi của Hà Nội là lớn tới như thế nào. Một nhịp cầm bóng, chủ động đợi cho đồng đội băng lên. Một tình huống đi vào, tạo khoảng trống. Và sau đó là một đường chuyền không thể chê vào đâu được của Văn Quyết dành cho Vũ Minh Tuấn. Bàn thắng thứ 3 của Vũ Minh Tuấn ở giải đấu năm nay. 2-0 cho câu lạc bộ Hà Nội và lúc này thì quá... Và bóng là Phạm Tuấn Hải. Cơ hội, tỷ số được rút ngắn xuống 1-2 cho các thủ Hải Phòng. Người ghi bàn đó là Ri Mario. Ở pha bóng đầu tiên thì Tuấn Hải đã có pha đánh đầu cản phá phòng ngự thành công. Nhưng ở tình bóng 2 thì các cầu thủ phòng ngự BP Hà Nội đã mất tập trung và niềm vui lại đến với các cổ động viên BP Hải Phòng cũng như là ban lãnh đạo, ban huấn luyện của đội chủ nhà. Ri Mario đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Hà Nội. Một tình huống đánh đầu ở bóng 2. Nói thì Ri Mario là tiền đạo rất nguy hiểm của Hải Phòng sẽ lớn hơn rất nhiều với sự có mặt của Joseph Epade. Không vào. Tỷ số là 2-2. Người ghi bàn có lẽ lại là Ri Mario. Ngay sau khi Epade được đẩy lên tuyến trên thì các thủ Hải Phòng đã có bàn thắng san bằng tỷ số 2-2. Và bây giờ chắc chắn là trận đấu sẽ rất hay và rất hấp dẫn. Thời gian thi đấu còn rất nhiều cho các thủ Hải Phòng với việc có thể nghĩ tới bàn thắng. Dứt điểm. Với dứt điểm là Siladi. Siladi là cầu thủ tích cực. Đó. Đáng tiếc hơn dành cho Joseph Espade. Khung thành đã bỏ trống rồi. Thanh Trung đã cứu thua. Thậm chí đây không... vẫn là cao thủ Hải Phòng. Ôi! Dứt điểm đã trúng đích rồi. Tấn Trường đã chọn vị trí đột. Họ vẫn đang nắm giữ lợi thế. Ivan Trích. Không được. Dứt điểm. Không vào. May mắn thuộc về các cầu thủ Hải Phòng. Cuối cùng tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Lê Đức Cảnh đã vang lên. Không có thêm bàn thắng cho câu lạc bộ Hải Phòng. Một trận đấu hay, có sự tiếc nuối.